chúng ta hãy làm sao đấy chơi cho thật thoải mái nhất, bởi vì ấy con người ta ai cũng sẽ khác nhau về tính cách, về cái cơ thể hay là cái bàn tay, cái kết cấu nó khác nhau rồi. Nên các bạn nhé, anh chỉ nói một từ ở đây ấy là cố gắng làm đúng ngay từ đầu. Khi mà cái gốc rễ nó vững ấy thì chúng ta sẽ phát triển được hơn. Bởi vì chúng ta đang chỉ nghĩ là có ba cung đầu này thôi, nhưng mà khi chúng ta kéo lên những cái nốt ở trên này này thì không thể chúng ta bóp cổ đàn mà chúng ta kéo như thế này được, được chưa? Mà chúng ta phải thật thả lỏng bàn tay ra và phải có một điểm tựa. Đấy, chốt lại ấy, phải like cái đàn. Hãy nhớ cái điều này đầu tiên khi chúng ta cầm vào đàn nhé. Phải biết trân trọng, yêu thương cái người bạn của mình, đúng không?